Những ngày dài ở đảo Sulawesi, chúng tôi có nghe về những con người sống trong ngôi nhà có mái hình con thuyền cao vút. Họ là bộ tộc Toraja, nổi tiếng trên cao nguyên Toraja, cách thủ phủ Makassar của đảo Sulawesi nửa ngày đường bằng xe buýt. Chúng tôi tìm đường đến cao nguyên Toraja vào những ngày đầu thu. Người Toraja sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa nước. Quang cảnh trên cao nguyên làm chúng tôi nhớ đến quê nhà Việt Nam với những người nông dân đang chăm chỉ trên cánh đồng. Trước khi ghé thăm những cư dân Toraja, người dẫn đường đưa chúng tôi đến viếng một nghĩa trang đặc biệt của người Toraja ở khu vực Londa. Trong những hốc đá trên cao, người Toraja thường động táng, đặt những quan tài vào đó và quan niệm càng ở trên cao, người đã khuất càng được gần với thần linh và tổ tiên hơn. Chúng ta đang đứng ở khu vực động táng ở Londa, những người Toraja sống ở khu vực này. Và chúng ta thấy nhìn ở trên núi kia là những hốc đá nơi mà cải táng những quan tài của người Toraja ở Londa. Trong xã hội có chia ra 4 đẳng cấp, thì đẳng cấp cao nhất, giàu có và có quyền lực ở khu vực Londa này được chôn ở trên núi. Như chúng ta đã thấy rằng ở trên núi có những cái quan tài, có những cái lỗ chi chít ở trên trển, đó là thuộc một dòng họ hoặc là cùng một hệ thống gia đình của những nhà tộc trưởng. Càng vào sâu trong thung lũng, thế giới của những mộ treo đầy bí ẩn mở ra với hàng chục quan tài nằm trên vách núi. Quan tài tạc hình đầu trâu dành cho đàn ông và đầu heo dành cho phụ nữ, hoặc có hình chiếc thuyền. Ngay dưới những quan tài trên vách đá là hơn 20 hình nhân nhiều lứa tuổi, được ăn mặc giống hệt những người thật. Người dẫn đường cho biết, tao tượng trưng cho những người đã khuất. Người tộc trưởng xưa kia đã phải cúng 24 con trâu để xin phép thần linh làm ban công này. Chúng tôi theo chân người dẫn đường đi sâu vào trong hang mộ phía tây của khu vực Londa. Có rất nhiều quan tài được xếp trên nóc động. Đây là mộ của thường dân do họ không có đủ tiền treo quan tài lên vách đá. Tôi bị choáng ngợp bởi những soạn người được xếp từng lớp trên những dĩa đá vôi. Đó là cả gia đình, họ hàng của những người Toraja. Họ bỏ cả gia dốc, tiền bạc, nước uống, với hy vọng ở thế giới bên kia, người chết cũng sẽ được hưởng những gì mà người sống đã có. Với người Toraja, tuy hài cốt vẫn còn lưu giữ lại trong hang sâu, nhưng tâm hồn họ sẽ thẩm thấu qua những vách đá vô tri, len lỏi qua những thạch nhũ mà siêu thoát lên trời cao. Bước ra khỏi thế giới đầy bí ẩn ở nghĩa trang Londa, chúng tôi lại đi tìm hiểu bí mật về những con thuyền trên cao nguyên Toraja. Ngôi làng nằm không xa trung tâm Rantaibao, với những ngôi nhà có độ tuổi hơn 3 thế kỷ.
Kính thưa các bạn, chúng tôi đang ở làng Katekasu của người Toraja trên cao nguyên Toraja. Nhắc đến văn hóa của người Toraja, không thể không nói đến những ngôi nhà Tomkonan với hình mái thuyền cao vút. Có rất nhiều câu hỏi và truyền thuyết vì sao ở trên một cao nguyên như thế này mà lại có những ngôi nhà hình mái thuyền. Thì vào 1.500 năm đến 2.000 năm trước công nguyên, người Toraja là dân bản địa ở tiểu vùng sông Mekong. Họ dông thuyền ra biển và tìm vùng đất mới và họ đến được Makassar. Nhưng người Bugis bản địa không cho họ cư ngụ và xua đuổi. Họ tiếp tục đi thuyền lên sông Sadan. Họ đi mãi, đến khi con thuyền không vượt qua được những gành thác thì họ đã tìm ra công nguyên Toraja và định cư ở đây. Theo ngôn ngữ Toraja, Tomko có nghĩa là ngồi và theo nghĩa rộng hơn là nơi để những thành viên gia đình gặp mặt. Tomkonan truyền thống có mái đan bằng những ống tre xếp lớp lên nhau cùng lớp lá cỏ dày và được dựng cao trên mặt đất. Tomkona là tâm điểm đời sống xã hội của người Toraja. Những nghi thức tôn giáo và truyền thống luôn được tổ chức ngay tại Tomkonan và đó là cách biểu hiện đời sống tinh thần của người Toraja. Cây cột trong mái nhà phía trước Tomkonan là nơi đeo sừng trâu. Nhìn vào đây người ta có thể biết được gia đình từng làm lễ tang và cúng bao nhiêu con trâu vì nó tương ứng với số sừng được treo trên cột. Chúng tôi vào thăm nhà của ông Banimba, tộc trưởng làng này và là một gia đình quý tộc. Ông năm nay đã 73 tuổi, về già ông chỉ nghỉ ngơi du thú bên ngôi nhà của mình và sống nhờ vào cho thuê ruộng đất. Căn nhà của ông Banimba nay đã hơn 300 tuổi, được làm hoàn toàn bằng gỗ, tre, lá cọ. Mái nhà đã được thay 6 lần với thời gian 50 năm một lần. Một Tomkonan cơ bản phải có 3 gian phòng. Gian phía nam là cho cha mẹ, gian giữa góc phía đông là bếp và khu vực ăn uống, gian phía bắc là để cho khách đến nghỉ ngơi hoặc ông bà. Thật bất ngờ khi chúng tôi nghe ông Banimba chia sẻ về nguồn gốc của mình. Ông tự cho biết, tổ tiên người Toraja ngày xưa cũng từ vùng đất ấy ra đi và đã chọn nơi này làm quê hương thứ hai. Nhưng một điều đặc biệt trong đoàn làm phim chúng tôi khi đi đến vùng đất Toraja, hầu hết những người cư dân ở đây đều nói nguồn gốc của họ là đều ở Đông Dương. Họ không biết rõ ở Việt Nam, ở Lào hoặc Campuchia, nhưng mà họ đều nói là nguồn gốc tổ tiên xa xưa của họ hàng ngàn năm trước là người Đông Dương. Do đó tất cả những nhà Tomkonan đều quay về hướng Bắc, hướng cội nguồn của dân tộc. Và một tình cảm rất lạ xâm chiếm tâm hồn chúng tôi khi nghe ông tộc trưởng nói về nguồn gốc xa xưa của dân tộc mình. Giữa xứ sở vạn đảo xa xôi, chúng tôi bất ngờ gặp gỡ những người Toraja thân thiện, những người mà nay chúng tôi đã coi như những anh em có chung tổ tiên, nguồn gốc.